rồi, con trai miễn phí có chữ trai mới chịu. Con trai là 14, 15, 2 ngày lắm cũng miễn phí. Làm cái trong bếp đúng không chị? Bếp ở trong chạy đường. Chạy đường. Phục vụ ăn uống cho nội lăng. Hồi sớm em có vô đó thì em thấy đó là rửa chén rồi rửa ly rồi rửa rất là nhiều hết rồi ha. Hàng năm là đúng ngày mùng 10 là mình dọn kho để rửa hết tất cả. Bắt đầu mình mới tập trung lo cái ăn uống là bữa 12 là năm nay là đã ngưng dịch 3 năm là không làm. Năm đúng nay quyết định làm là để mình cúng mẹ, để cho mẹ cho mình một cái sức khỏe đã đi qua hết. Đúng rồi, đúng rồi. Những cái bệnh tật gì đã qua hết, bây giờ là cầu nguyện mẹ cho mình. Đúng rồi, ngày 15 là chị miễn phí cho bà con không đậu. Dạ, 14, 15 rất quý luôn rồi đó. Bác hỏi với chị Bún với lại cháu đậu với nước thì nước cam đi tâm là miễn phí hai ngày. Dạ. Còn hình như là mình chuẩn bị cho lịch tỉnh về. Đúng rồi. Cái gồm của bà. Đây chuẩn bếp đây nè. Đây mình chiên gì đây chị? À chiên sườn non. À khó bếp hồng quanh. Đây là khổ qua mình làm gì chị? Cái này là dưa leo mình á. À mình trộn bắp gỏi. À mình trộn bắp gỏi ha. Dạ. Dưa leo bắp gỏi. Dạ, dưa leo bắp gỏi dưa leo xong. Đây. 500 kg dưa leo. Mới có phụ đầu dạo đầu là được 500 kg rồi. À vậy hả? Để mình bắp sỏi hay bắp gỏi? Bắp sỏi. Bắp sỏi nghe nè, cô chú anh chị ở đây là mình gọi là gì chị? Quán ăn 79, quán chay chiên bán 10 ngày chay. Em đang nói, em nói rồi tên đó, em không biết là được rồi. Dưa leo ớt sỏi. Ớt, ớt sỏi. Ớt sỏi không? À, ớt sỏi. Sỏi có đá ha. Đây dưa leo ớt sỏi đây cô chú anh chị. Cái quán mình là quán ăn 79 không? Quán chay bán chay phải không? Quán chay 79, bán 10 ngày chay phục vụ. Vậy một phần cơm là bao nhiêu? 15 ngàn một phần, đủ thứ, bánh ướt, chả cái gì. Trời, trời ơi. Quán chỉ riêng ngày chay phải không? 14, 15 miễn phí 2 ngày. À 14, 15 miễn phí 2 ngày. Ok. Rồi em canh 14, 15 lợi ăn. Rồi, ăn. Dạ. Một. Rồi, chị là chị tên gì? Em chị tên Trang. À chị Trang, đã thì giới thiệu tên luôn đúng không? Đây bà con làm mấy cái món này nè. Khổ qua nè, thấy không? Đó, rất là đông vui. Mình xắt rất nhỏ luôn ha. À, vừa ăn luôn. Để có thể mình gấp vừa đủ luôn. Đây mấy cô ngồi nè. Ngồi vậy là mỏi lưng không cô? Mỏi lưng lắm hả? Không, cái này lễ mẹ chi si cung là tất cả có mệt như mỏi đủ qua hết. Vậy, vậy hả? Mình được, có tới nhà ok là ok hết rồi. À cái này hết rồi. Vượt qua thấy nặng, thấy lớn rồi. Không có bằng cái này là người nào cũng đẹp. Người nào cũng đẹp ha. Rồi, cái này là mình mình làm mình đem vô cái lễ hội yến chi si cung. Lễ hội cung để mình ăn cơm. Dạ ăn cơm. Ăn cơm miễn phí. Ăn cơm miễn phí. Chữ cơm chay miễn phí. Rồi cơm chay miễn phí có chữ chay mới chịu. Rồi quán ăn chay là 14, 15 2 ngày lắm cũng miễn phí. Miễn phí luôn. Còn bình thường là 10 ngày chay phục vụ 15 ngàn dĩa. Chỉ có ngày 14, 15 ngàn cô chú. Đi mấy ngày kia vô miễn phí là chết bả luôn á. Rồi cảm ơn. Trời ơi chị phải cho ly nước nè. Mắm đậu xào gì? À mắm đậu xào sả ớt. Đó, phải nói rõ ràng luôn để cô chú người ta biết. Mắm đậu xào sả ớt. Ở đây mấy cô này rất là quý. Rồi em đây rất là quý gặp mấy chị ở đây làm cho trong lễ hội diễn thì cung. Rồi. Cái này là chị Tư chủ quán mà cũng người là chị, là khởi xướng vào cái mục đích là từ thiện để gần tháng 8 14-15 để phục 14, vụ năm xanh. Chị Tư, cái này là địa chỉ ở đây là số Tư mấy Hù. Chị? Tư Hù chị hả? Chị là chị Tư Hù. À, không, cái địa chỉ đó, cái địa chỉ đó, cái địa chỉ.
địa chỉ số nhà số 9 đường Thượng Thâu Thanh, phường Long Bình Trung. Dạ. Quán chai 79. Rồi, quán chai 79. Quán của chị Tư Ùn. Rồi. Gần quán cà phê Lâu Đài. Quán cà phê Lâu Đài ha. Mời bà con đến ủng hộ. Rồi. Đây mình giới thiệu bên trưởng bếp đi, để người ta chiên thấy bà luôn mà không giới thiệu ta buồn á. Đây trưởng bếp đây nè. Đây mình chiên gì đây chị? À chiên sườn non. À phó bếp Hồng Quang. Rồi ai ai kiêm rửa đồ? Đây. Đội trưởng là thông dân. Đội trưởng. Giá ép là bên cái này là giá ép là ép ba. Chưa. Ép phụ qua nè. Ép vừa ép phụ qua hả? Rồi. Còn chị này là bếp trưởng. Làm là nguyên một sọt nè. Quá nhiều luôn. Đây là này hủ qua bây giờ bắt đầu rửa ép đặng mình chiên. À mình chiên. Mình chiên mình chiên rồi mình ăn. Mấy chị này không gọt thì không có người chiên. Giới thiệu mấy chị gọt. Chưa, từ từ. Cái này mấy chị này là mấy người này là kiếm về mạnh thường quân của ít đồng nhiều rồi bỏ ra ăn chút. Vậy ha. Rồi, rồi, rất là quý luôn. Vừa có công mà vừa có của mà vừa có sức. Cái này của mình làm tới ngày nào chị? Ngày này là làm tới ngày 15 chính thức, nghỉ chiều 15. Từ ngày 10 đến ngày 15 kết thúc. À, 10 tới ngày 15. Dạ. Dạ. Ngày 10 đến ngày 15. Đây là trưởng bếp này là dạ. Đầu bếp chính. Đầu bếp chính luôn ha. Còn tôi là lục lâm. Đây. Để mình sẽ đi dạo dạo vòng vòng coi à. Đâu, đâu, đâu. Món nào, món nào? Cái này là sườn non chiên giòn. À, đây là sườn non. Cái món này ăn rất giòn nha. Đây, sườn non chiên giòn. Hôm nay được mấy chị ở Tòa Thánh. Đây, cái này là thành phẩm, thành phẩm. Đó, rất là ngon luôn nha. Cái này là thịt nướng ăn bánh hỏi. Thịt nướng ăn bánh hỏi. Rất ngon nha, thịt nướng bánh hỏi, rất là nhiều món. Một món phục vụ luôn, cà na. Cà na làm gì chị? Đập. Cà na đập à? Cà na đập ớt muối. À, cà na đập ớt muối. Đây nhiều món ăn chơi nữa à. Đây đâu, đây đây. Kèo dầu nấu cháo trắng đãi bữa 14 15. Đãi 14 15 bên trong đó nấu, luôn. Nấu cháo trắng lá dứa đãi này là củ cải mình ép rồi nè. Mình xào lại, mình nêm nếm rồi mình nấu với cháo trắng. Rồi. Quẹt nấu cháo trắng. Rất là quý luôn tấm lòng của các chị em ở đây. À, đối với lễ hội Yến Duy Triều Cung. Mỗi năm được một lần đúng không chị? Một năm một lần, còn đại đại lễ của Đức Chí Tôn thì mùng 8 tháng Giêng. Dạ. Cúng sao hội. Hôm nay em cũng rất vui khi được quen chị, cũng làm cái trong bếp đúng không chị? Bếp ở trong chạy đường. Chạy đường. Chị phục vụ ăn uống cho đội lăng. Hồi sớm em có vô đó thì em thấy đó là rửa chén rồi rửa ly rồi rửa rất là nhiều hết rồi ha. Hàng năm là đúng ngày mùng 10 là mình dọn kho để rửa hết tất cả. Bắt đầu mình mới tập trung lo cái ăn uống là bữa 12 cho tới gầm. À đúng rồi. Thường thường ở trong đó chai đường trong đó nó có một bên là để ăn, một bên là để xào nấu rồi đúng một không bên chị? Bếp và một bên để thức ăn đẩy cho khách thập phương. Đúng rồi. Là chỉ một năm chỉ có hai đại lễ lớn là mùng 8 tháng Giêng là đại lễ Đức Chí Tôn, còn ngày 14, 15 mà đẩy ăn luôn là ngày 13. Rồi. Tháng 8 âm lịch đó là đại lễ Mẹ Duyên Kỳ Cung. Dạ. Cho nên là năm nay là đã ngưng dịch 3 năm là không làm, năm đúng nay rồi. Quyết định làm là để mình cúng mẹ để cho mẹ cho mình một cái sức khỏe đã đi qua hết. Đúng rồi, đúng rồi. Những cái bệnh tật gì đã qua hết bây giờ là cầu nguyện mẹ cho mình làm ăn được. Rồi thôi bây giờ mình là mạnh thường quân cũng như người ta chút bỏ ít lòng nhiều cho mình. Dạ, bỏ ít lòng nhiều rồi ha. Nhưng mà đặc biệt là chị Tư chủ quán. À chị Tư chủ quán. Chị đứng mũi. Thôi bà con cô bác ở đây nãy giờ mấy chị ở đây cũng mình cũng biết mặt từng người hết rồi. Thì chỉ có mấy chị đây là chưa biết mặt mình. Đây hôm nay rất là vui nha, mình lên đây là để vậy hả? Để
À, như vậy là hôm nay có làm rồi ngày mai cũng có làm nữa đúng không? Rồi ngày mai em lại chơi nữa. Ngày mai em lại em chơi nữa. Đây. Ai chưa được quay thì tới mai quay. Đây. Đây đây đây. Đâu đâu ai quay suốt 24 đâu. Vậy là gần đây luôn hả? Mình gần đây luôn hả? Trời ơi. Quá trời luôn ha. Mình ở đây là mình làm bỏ công sức ra. Đây. Dạ. Dạ. Về các ta dùng đúng rồi. Dạ. Mình dạ. Mỗi ngày là vui vẻ, độ cho mạnh khỏe. Dạ. Em cũng vô quay trong chùa đúng không? Em có vô quay. Về để người ta đi cúng mình phục vụ cho người ta. Vậy là năm nào cũng vậy luôn hả chị? Đúng rồi. À, năm nào cũng vậy luôn, rất là quý rồi bà con ở đây đều khắp nơi để về đây. Dạ. À, qua cái clip này á, thì bà con thấy clip này về em cũng quay được 5-6 clip trong đó rồi. À, nói về cái cập nhật đại lễ lớn của mình á. Dạ. Thì tới nay hôm nay em lại ở đây mới quay được cái cảnh làm mấy cái món này nè. Đó, mấy món này chuẩn bị sẵn nè. Mai lại quay nữa, mai còn làm nữa. Mai còn làm nhiều lắm mà. Mai còn làm dạ. Nhiều lắm. Làm rồi. Ngày gầm lần. Rồi vậy chắc khỏi cập nhật đó, là ở đây cập nhật quá. Rồi, ngày 14, 15 là chị miễn phí cho bà con ăn đấy. Dạ. Ngày 14, 15 rất quý luôn rồi đó. Bánh hỏi thì bún với lại cháo đậu với nước đó thì nước cam điểm tâm là miễn phí 2 ngày cho dạ. Bà con. Còn như là mình chuẩn bị cho lục tỉnh về. Đúng rồi. Đây. Đem đợi chỗ nào mà có lục tỉnh về để ăn cơm á em. Dạ. Làm mấy món này dạ. Để lâu 2-3 ngày được. Vô đây là phụ dạ. Con. Rồi có người tới phụ nữa hả? Đúng rồi. Ở đây là sao biết là tới phụ vậy? Tại vì mình để mình làm đông người ta biết. À người ta biết là mình đó là nên mình... mẹ là ai cũng đi làm vậy hết. À nha. Dạ. Rồi vô phụ đi mấy em. Đây. Ở đây rất vui nha, tới ngày đại lễ lớn là bà con đồ á trong vòng đây nè. Họ tụ tập ở đây để làm phụ những cái món này đem vô đãi các cái vị hương khách ở xa, từ xa tới đây. Chỉ có ai là dân Tây Ninh mới biết được nơi quê hương của mình.